bạn đã sẵn sàng để trở lại quá khứ, trải nghiệm lại một thời thanh xuân với đám bạn ngây ngô tinh nghịch ngày nào? Được cháy hết mình với những trò chơi của thanh niên 8X thế kỷ trước, được thỏa sức đam mê với các màn biểu diễn sáng tạo của chính mình, và trên hết là tri ân thầy cô cùng mái trường thân yêu Trường Định. Hãy đăng ký tham gia ngay một sự kiện đặc biệt ghi dấu sự trở lại của những con người thuộc thế hệ vàng trường phổ thông trung học Trường Định với chủ đề Phổ thông trung học Trường Định 18 năm ngày trở về, được tổ chức từ 8 giờ đến 11 giờ ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại trường phổ thông trung học Trường Định, địa chỉ Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Truy cập fanpage Trường Định niên khóa 1998-2001 để biết thêm chi tiết.